Đá cái cửa ở trước nhà thờ chứ không phải ở trong nhà thờ. Trước nhà thờ là hang đá. Và đây là đứng ở trên cầu nhà thờ và quay về phía sông ngang ấy. Đây là cái bà dì bán hàng ngay bên cạnh nhà thờ, cầu nhà thờ đây. Cái nhà bán hàng ngay bên cạnh cái cầu nhà thờ phía sông ngang. Đó là nhà kế tiếp. Cũng không biết nhà ai nữa. Là quay về phía sông ngang ở trong nhà thờ. Trong sông ngang quên. Đây là trường học. Và đó là bên cạnh cái nhà bên cạnh trường học. Đấy, cái này quay mà cây cối nhiều lắm, nhìn chẳng có biết đâu. Đó. Chạy hết rồi. Giờ mới được quay hả? Tới mặt lại hắn nó quay. Hà nóng. Mai là ông Tinh đi, ông Sơn đi. Thích kêu Tinh hay Sơn cũng được. Vâng. Đó nó nên ấy. Vâng. Nên Tân Hiệp chạy, Tân Hiệp coi cho nó ha. Chẳng vâng. Mốt đi không? Vâng. Mốt đi là 7-8 giờ đi. Vâng. Nó nói. Vâng. Đây là ông Trùng Xoan, ông Trùng Hoan đấy, đang tiếp làm bếp, để như là chú Dì Vú anh mừng Phú về nhà, đấy. Muốn để tiếp cho tiếp đám cho bác. Phú đó. Tiếp đám cho bác. Đang khỏi nấu nè. Đấy là cái tiếp thế này, nó đang giã tỏi để tiếp bác đó. Nhường mặt lên đây chứ, chưa mất cỡ. Trời ơi, Phú về đó, gặp cái mà không lẫn mặt đi, Phú về. Ở đây là làm bữa cơm thì anh mừng anh hết đó. Đây là con chú Độ đấy nhá. Với chú Độ đấy. Nhường mặt mới biết cô nào chứ. Đây, lên tao đây, như mày. Lên tao tao biết chứ. Giám ơi,
đấy, đang đứng ở con cây này đang như này. Đấy, dì vú đấy. Mai có thấy không? Hai người ấy vậy mà chẳng ra cái bộ gì đâu. Chẳng ra cái hồn ráng gì đâu. Mẹ vậy mà chẳng ra cái hồn ráng gì đâu. Dì nhìn cũng mập mạp lắm nhưng mà cũng hay bệnh. Không được khỏe cho lắm. Con nguyện cho mẹ đây. Mẹ bệnh lắm. Mẹ thấy con về mẹ mừng quá mà cũng không khỏe lên được. Nó còn là gốc cây, mẹ có thấy không? Thấy. Đây là bà Phương đấy, biết mấy người bên Mỹ có nhận ra không? Mẹ Xuân đấy, Thuận, bà nội đang là làm món ăn cho bà ngoại đấy. Xuân thấy bà nội còn khỏe vậy đấy mà bà ngoại thì chỉ có thấy bóng người thì chẳng có thấy ăn thua ấy gì. Còn mấy ấy, bà làm trong bếp thì chẳng biết bà nào hết. Làm trong bếp bác Lục với này chị Bang với này chị Điện đấy. Thôi mà chắc chú chả biết Hòa. Cái chị Hòa đấy. Chị Hòa con bắt trước đấy. Nó cái bếp của mẹ nó to vậy đấy. Chúng còn coi cái bếp của mẹ, cái nhà của mẹ to vậy đấy. Nhà to của mẹ không ở. Ông bà nội với ông bà ngoại giờ đâu có đi ở nhờ, đi làm nhờ vậy. Đấy, vậy là nó cua hết rồi mà. Đây là nhà của ông chú gì á, và chú gì vụ ở bên cạnh đấy. Đó, căn nhà đó là căn nhà chú gì vụ ở bây giờ á. Ở bên cạnh cái nhà xây của ông chú hay ông bác gì á. Cười đi mấy bé, cười đi. Đấy là con áo đỏ ngay đây là con của chú Viên. Thằng bé này con ông ngồi. Còn mấy đứa bé kia thì con làng xóm, con nhà Bang với